hết chỗ, hết bài này. Đặc biệt tới ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào. Cái gỏ cuốn hộp bún hộp cơm với không ăn gì mà dữ vậy, bữa nay biết chương trình laptop mà ăn dữ vậy, ăn gì đâu có sức, tối nay quẩy với bà con đúng chưa, ăn ốm ốm này kia rồi đâu có sức đâu mà ấy, rồi chút mới bắt công chưa chuyện đã nè, trời ơi ốm quá hả chị, này da chân nó nhăn hết trơn rồi, trời ơi da chân như da heo vậy má. Vậy rồi xuất thì mình đây vòng lại đâu mấy gì đây đi bốn gì đây bốn gì ta người tư là tư hương bao Số kỳ đẹp mãi kỳ đây trong ngôi nhà quan dường như có mà nó lú đầu ga làm em tôi hết hồn, còn ma đầu đinh làm gan chết bệnh nó lú đầu ga làm em muốn giật mình, lần đầu em thằng đầu đinh nó cuối đời mà sực dầu thô, ngày là ngày vừa qua đầu đinh nói với em thơm túi hình, thơm túi cái mùi trục sinh 39 còn 39 39 số gì ra mấy gì đây, số gì ra mấy gì đây, tầm chấp vì tôi sao thay lòng đổi cả người ơi, bên chiều nay đâu còn trong cứ đợi bóng đò nước sông rơi đầy bao tháng ngày mà em cứ cho đã yêu nhau rồi sao nỡ làm đành chẳng nỡ rồi, số một thôi con số một, con số một đứng đầu lô tô số một cặp vô, con số một bay về đây vô cùng.
bốc bốc mười một, bốc mười một, bốc mười một, bốc mười một, còn mấy gì đây? Số gì đã số gì đã số gì đây? Mười năm rồi anh sai em như kim dân hương tổ tội tình. Mười năm rồi em bơ vơ, ôm trong lòng miền thương nỗi nhớ. Một người đi quên neo về, người tình nơi sao vẫn chờ? Sao vẫn đời mình chờ tính ắn cho buổi ngày mai? Ra con số 2, 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 nơi tình yêu anh chưa có cần, chưa có cần với cả số tiếng số ghi đà, số ghi đi, số ghi đà, số ghi đà, số ghi đi, con số ghi đà. Số 27 cho quý chị mình nha. Nếu quý chị mình quay xóa bỏ là vé để mình chuyển cho bạn. Dạ, chơi mấy nha. Đây, em xin mời chị gái mình nha. Anh chơi bình chơi, anh chơi chị gái nào mình có kênh mình ở đây. Trời, quá chị đông rồi. Rồi, 5, 6, 7, 12 người. Đâu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dạ. Rồi đi xíu nhanh. Phải chi 4 người nữa ha, mình dọn nguyên cái mâm cho mình. Nè, 4 đứa trên sân khấu đủ luôn nè. Đủ không? Rồi, lên. Rồi, đợi giờ số xong đi rồi xuống dưới mình ăn tiệc ha. Rồi, hãy đám vỗ. Rồi, món là xét nè. Món chủ nhân đi đầu tiên cái dùng loại 035. 035 đúng rồi. Vâng, cái chuyện này bên dưới chờ chúng em dọn phục vụ cho tất cả cô bác chị mình dùng loại mới vẫn 30.000 đồng một tờ lá vé như quý chị mình nha. 27, 27 có 1, 30, 30 có 2. Số 10, số 10 có 3. Và còn số cuối cùng là con số 1. Số 1 hợp liền. Còn rồi. Số bên trai là dòng loại 035. 035 đúng rồi. 27 có 1. 14. 14 có 2. Số 8. Số 8 có 3. Và 41. 41 hợp liền. Và vị chủ nhân kế tiếp mang cái dòng loại 034. Đúng rồi. 27 có 1. 41 có 2. 11. 11 có 3. Và số 1. Số 1 hợp liền. Còn có chị gái là 035. 035 đúng rồi. 27 có 1. Số 7 có 2. Số 10 có 3. 39. 39 hợp lệ. Với chúng ta kiểm tra lại những tờ lá vé cũng như là những con banh nha. Dạ, xin mời chị gái bước ra đây giùm em. Và dòng loại này chúng ta có 2, 4, 6, 7 vị chủ nhân may mắn đoạt giải. Không biết bởi vì chủ nhân mình muốn quay lòng cầu là quay số ai số lớn hơn thì mình nhận trọn vẹn một cái phong bao lì xì 2.600.000 đồng, hoặc là 7 triệu, bởi vì mình sẽ chia đều ra, chia đều phần quà ra thì chúng ta sẽ tình thương mến là mỗi người được 370.000. Đúng rồi, mình sao ạ? Dạ, chia đều, dạ. Đúng rồi. Anh cười giống Khánh Phương quá anh nào chả. Đúng rồi, anh ơi. Quá đẹp trai luôn. Dạ, dạ, dạ xin được chúc mừng anh chị là chủ nhân của vòng loại đầu tiên. Mỗi người nhận được bao lì xì trị giá 370.000 đồng. Yeah. Wow. Rồi. Rồi. Hello bà già. Hello bà ơi. Chúc mừng. Chúc mừng. Ok. Nghe bà già. Rồi, ngay từ giờ này bên dưới chúng em giờ phục vụ cho tất cả cô bác chị mình dòng loại mới vẫn như cũ là 30.000 đồng một tờ lá vé. Quý anh chị mình sẽ nhận qua một phong bao lì xì 2.600.000 đồng, hoặc là tất cả cô bác chị mình có thể nhận qua 5 phong vàng nha tất cả cô bác chị mình nha. Dạ đúng rồi quý vị. Như thông báo từ ban đầu thì tối ngày hôm nay ở phần 2 thì cô chú anh chị mình sẽ cùng vô lô gặp gỡ cùng với một nhóm nhạc rất đẹp trai mà hát rất là hay quý vị. Wow. Đó chính là nhóm nhạc V Music sẽ có mặt trong ít phút nữa. Hát bài gì? Hát bài gì nhớ không? À, bài Xin Tư Việt Nam. Xin Tư Việt Nam hát. Xin Tư Việt Nam đúng không? Không, không, không xin đừng hát.
không xin đừng hát để chút xíu cho mẹ ăn hát. Thôi hiểu không? Rồi để tí xíu đi. Các bạn không hát. Còn ngay từ giờ này em xin mời một vị trưởng nhân mà chúng ta lên đây hỗ trợ bên trời chúng em quay lòng cầu được không ạ? Mở ngoài để mời trong. Dạ mời anh đi. Mở trong rồi bây giờ mở ngoài. Dạ xin mời anh áo sọc đi nha. Dạ giơ tay đầu tiên dạ xin mời anh lên trên giùm em ạ. Hay không? Ok. Rồi. Trời ơi. Trời ơi, thấy ghét vậy trời. Chuyện vàng. Anh, chuyện vàng quá vậy. Chuyện vàng quá kìa. Kìa, em khổ quá anh ơi. Oh my god, handsome boy, handsome boy, edit luôn anh nghe. Oh very, very, chị ơi. Nói sao mà con này nó nói dữ vậy trời. Hả? Đi qua đây mày đứng. Ok. Có làm MC cái gì mà ồn ào quá vậy? Chị, có gì cũng bình tĩnh, có gì chị, ba chị mình chia chị ơi. Không có gì đâu mà phải giành giật vậy chị. Đứng đó, khi nào muốn cho nói hả nói. Rồi nhé, từ giờ này xin mời tất cả cô bán chị mình. Ai mình chưa có vé mình về mình giơ tay lên kia. Xa xa bên kia kìa, đằng đó kìa, mình giơ tay quá trời luôn kìa chị. Rồi, vô chị trà, chị trà, vô. Rồi, vô, vô. Rồi, quý vị. Vô. Chứ chị vô kìa. Rồi, quý vị mình ơi. Rồi quý vị mình ơi, những tờ lá vé mà quý vị mình chưa kinh, mình đừng vội bỏ đi quý vị, mình đừng vứt luôn quý vị nha, mình giữ lại để chút xíu nữa chúng em sẽ đổi cho mình 5 tờ lá vé cũ lấy một từ phiếu bắt đầu chúng thưởng thôi quý vị. Rồi chị trà vô kìa. Rồi ngay từ giờ này xin mời tất cả cô bác chị mình là có tờ lá vé trên tay, tập trung cô bác chị sẽ bắt đầu. Do số dòng sao nói, dòng sao mình nói, chị nói không nói, dòng số luôn rồi đó. Rồi rồi anh chưa có vé mình vàng giơ tay vẫn còn mua vé kìa cho quý vị mình nha. Số gì đây à? con số gì đây lắng lặng mà nghe tôi kêu con gờ ra con mây còn mày mây gì đây con số gì đã móc làm ra bắt đầu giờ số rồi anh chưa có gì á ghé cho tú bên này. Số gì đây con số gì đây mới một con còn mua vé thiệp ra tay giùm em vô chị trà ơi. Con số 2 quý vị ơi, mình nghe số cuối rồi. Chị hát tiếng Anh chứ chị không có hiểu đâu mấy chị. Con số 1, con số 2 mới 2 con. Con số 1, 2 Năm gì đây con, năm gì đây cùng mắm giống trên đường trường xa. Tai dưới hồn, nay đâu xa thầm. Đường xa chân, mùa nay đẹp lắm. Trường sơn đông nhớ trường sơn tây. Năm mươi bảy, có gì đây mấy gì đây. Theo năm tháng hoài mong, thương người đi mấy lần đời hồi ấm chưa thơ. Sao này biết rồi, em mới nhớ rằng đây còn có anh tìm ngày. Thằng thương nhớ mới đây, ra 27, con 27. 27, con 27. Xuống gì đây, đừng ghét từ giả, xuống tới âm đài. Quang chung như trần, thằng nó cho cha xuống đây kia là mai khúc trời ơi. Quang việc ai kêu bắt ta phải đền mạng này. Quang yêu bất dân cung, phải cái rõ ràng mà tận tình. 29, có 29, 29, 29, 29 số gì ra? Mày đi đây số gì đây? Trả lại anh chẳng kỷ niệm năm nào. Trả lại sáng bướm dưới cành lá. Oh.
26 bông mây gì đây? Bông gì ra? Bông gì ra? Bông gì ra? Bông gì đây? Ba đưa tiếng à, hay bước lên xe qua chiều đầu hồ. Trong theo bóng à, hay bao trong lệ máu tuôn rơi. Đôi nơi người ơi, tình ta giờ đôi nơi. Tiếng đưa người nghe sầu từng từ. Ra 44, 44, 44, 44, 44. Thầy quán trai áo cam, anh trai áo cam, anh trai với một màu áo cam đã kinh rồi. Dạ rồi, xin được tặng cho anh trai rất là đẹp trai một con gấu bông đã hỗ trợ chúng em quay số. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh không có biết là con anh chị em và con của bác gần xa quý khán giả nào có kinh hay không, mình rước lên sân khấu chúng em vào số á. Rồi chị gái áo hồng, không biết là chị áo hồng đã có chồng hay chưa? Okay. Chưa, bà cua ta cái gì bà hỏi? Ví dụ mày hỏi trai đi. Bà cua ta hả? Bây giờ anh không hỏi anh này nè. Anh trai áo cam, anh trai áo cam. Anh trai áo cam, anh trai áo cam có dám làm chồng em không? Trời ơi, lắm lên. Ôi, xả đi cha. Trời ơi, mới diễn bữa nay bên Dương tự nhiên có chồng. Trời đất quỷ thần ơi. Chị, con này đúng là kiểu như cha. Con gì chứ Sóc Trăng? Con trăng đầu người. Trăng đầu người đó. Trăng đầu người. Rồi, giờ số cho chị gái mình luôn. Rồi, giờ số cho chị gái với mã số 368. 368, đúng rồi. 36. 36 có 1. 27. 27 có 2. 51. 51 có 3. Và number 1. Number 1 có số 1 hợp lý. Đầy đủ. Rồi, vị chứng nhân kế tiếp. Kế hiệu dòng lại 397. 397 đúng rồi. 36 có 1, 51 có 2, 27 có 3 và số 1. Yeah, hợp lệ. Rồi, hai tờ lá vé này em để bên trên đây. Nếu chị nào mình không tin tưởng có thể bước lên trên kiểm tra banh và là những con cờ nha. Còn riêng hai anh chị mình bây giờ mình chuyển trùng rồi đó. Không biết là mình muốn quay số mình chia đều ra hay là mình chia đều. Quay số chia đều. Rồi, quay số chia đều là sao má? Thế là nói gọn vô một cái đó. Rồi, em xin chúc mừng hai quay số lại, số lớn là lụm hết 5 phân, còn ai số nhỏ là đi về. Đúng rồi. Chia đều là chia đều ra 5 phân, chia đều là 2 phân gửi. Rồi, rất cảm ơn cô bác chị mình nha, ngay từ chị này bên dưới. Vậy ơi, chị ơi, chị nói khổ quá má ơi. Cái chị này chị nói mấy câu mà ai cũng biết rồi hết trơn. Khổ ha. Thôi. Thấy lớn bởi vì này không? Thôi, tụi bay đừng có thao túng tâm lý người ta. Thao túng tâm lý là thao đúng sao? Là mày nói này nói kia, nói nọ nói kia. Để mày lấy 5 phân vàng của người ta. Ngày xưa mày đừng nói tao không biết. Mày hăng cá băng chả mốc túi giật đổ mày chả bánh thảo chứ đâu mày. Trời ơi, mày đừng có nói. Tụi tao là công an nè mày. Thôi. Kệ má là chim xíu rồi ra cổng kìa má. Anh đợi rồi cổng ra. Má không có công an. Nè. Xe bắt bụng đợi mày. Má. Ôi đi. Trời ơi. Rồi có tim mình ơi. Nói nghe nè, còn muốn diễn này nữa không? Thôi đừng có đụng chạm tới nghề nghiệp cũ tôi. Rồi tất cả cô bác chị mình nha, ngay từ giờ này bên dưới nhân viên của chúng em cũng đang rộng rồi. Cho tất cả cô bác chị mình nhận lời mới vẫn như cũ là 30.000 đồng một tờ lá vé. Quý chị mình sẽ nhận qua 5 phần vàng hoặc là tất cả cô bác chị mình cùng qua quy đổi ra một phần bao lì xì 2.600.000 đồng đến từ gánh hát của tôi Hương Nam. Dạ đúng rồi quý vị. Và ngay từ bây giờ không được sân khấu lắm đâu. Mà có chút kỳ cục mà sân khấu cùng đến với tiếng hát của một nhân vật, đúng rồi chị, Hoa Hậu Cù. Một nhân vật vừa mới bị lật mặt tối ngày hôm qua, quý vị cùng chào đón Hoa Hậu Cù. Nó là Hải Đăng. Đến người đẹp Hải Đăng rồi đó. Vâng, xin gửi một sáng tác rất là vui cùng với nhân viên tay mình. Một sáng tác của Dâu Tiên, ca khúc được bật tên. Hỏi vợ, mời thằng quý vị cùng lắng nghe ạ.
Quá chứ mình cùng nghe qua một tiếng hát của Hoa Hậu Cù nha quý anh chị, mình nghe mới bị lật mặt rồi. Chị đừng nhắc lại nữa, đau đầu nào đó quý vị, em chịu cái gì không? Đáng lẽ đây nè, cái tuần đầu tiên á, cũng hát đàng hoàng đi. Đúng rồi. Không chịu, cũng chọn thể loại nhạc gì, nhạc sầm, nhạc sầm, đúng không? Em kể quý vị nghe đau lắm quý vị, hôm qua là ca sĩ lật mặt, sẽ lật mặt ca sĩ nào mà được quý vị mình bình chọn cao nhất. Thì 6 cái ca sĩ mắc cốt kia thì người ta nhận được là 3 bình chọn, 0 bình chọn, 8 bình chọn.
riêng bé này qua hậu cù nó nhận được 300 lượt bình chọn, nó bị lật mặt luôn quý vị, nên là nó khóc từ qua tới nay, nó hát không được, nó ăn không nổi luôn. Dạ đúng rồi nhau quý vị nha, trời ơi thấy thương em quá thật sự. Nhưng mà chị cũng rất tiếc cho em, mặc dù qua hậu cù em cũng rất là đẹp nhưng mà chị cũng rất là tiếc ha. Em suy sụp lắm á chị. Rồi, rồi quý vị, em sẽ cho bây giờ em sẽ có 15 giây để khoan, hát khoan đi, khoan đi, con nắm trà đâu rồi? Ồ, trà ơi, ô kìa. Có đưa vé cho nó bán không vậy chị Nhã? Chị Nhã đâu rồi? Có đưa vé cho nó không? Năm trà mày đi dạo nha. Không có đưa vé hả? Đi chết quốc nha. Không có đưa vé mà đi xuống dưới cầm tiền lên thì chỉ có đi móc túi người ta. Quý anh chị mình ơi, gờ lại cái túi giùm em nha. Hai bên năm trà hồi nãy giờ va chạm hoặc là đi cái khoanh dùng chỗ nào đó, đi xuống dưới anh chị mình nè đó. Trời ơi, mặc ba cái đồ phụ tùng trong người rất là nhiều là nhét ở chổng không, đúng không? Đúng không? Đi vô cho ông liền, một hồi nữa đây phường xuống xử sau. Rồi cái tiền này xin mời một vị chủ nhân may mắn lên nha. Dạ, không quên, mời một vị chủ nhân mà chú gần may mắn. Hồi nãy mình mở ngoài, ngoài rồi, mở trong. Bây giờ mình sẽ mời ở trong nha. Dạ, anh mời xa xa nha, anh thông cảm chút xíu nha, tại anh ngồi gần sân khấu quá. Dạ, mời chị gái đi. Dạ, hồi nãy giờ hai nam rồi. Ủa, anh hay là chị? Anh luôn, anh. Đà, vậy thôi anh lên luôn giùm em đi ha. Trời ảnh ngon, anh ngon, anh lên, ơi bẹo chưa, nó dở chưa, đó, thôi trời ơi kêu chị Nhi không có lên, thấy gõ gạt. Trời ơi, chào anh. Chị chào ơi. Trời ơi. Chị chào ơi. Chào ơi. Tao nghe đó chị cha. Cái gì vậy? Ông anh. Ôi. Trời. Nhậu không? Ê. Ok, tôi đám anh chung mà. Tên Hùng thì tên Hùng, mà số em tên Thịnh. Trời ơi. Phùng Thịnh hả? Ừ. Ừ. Rồi cái tên như này xin mời tất cả các quán chị mình hai đồng trời là bé. Tập trung ôm mắt nhìn sáng bắt đầu giờ số. Trời ơi, tất cả các quán chị mình lại gặp nhiều. Bỏ quá. Rồi cuộc sống thì mình đang còn lại 30 nghìn đồng. Rất hạnh phúc nha quý vị. Ai sẽ có tất cả các quán chị quý vị nha. Mấy vé mai ơi. Mai mời chơi. Hai vé số quý vị. Những tờ lá vé chặn, lá vé thường là vé chưa độc giải đó quý vị ơi. Những bông hoa đẹp và những bông hoa nở mùa luôn quý vị. Nở mụn là nở ú vậy luôn được cái gì, còn hai vé cuối năn nỉ với em ơi. Nói nghe, nở mụn là coi chừng nó không có nở nữa, không có nở luôn, tủ luôn, nó nhìn cái mất thời. Rồi hai vé cuối hết, hai vé này em sổ luôn quý vị ơi, chỉ với 60.000 đồng mà sẽ đinh về 2.600.000 luôn quý vị. 30.000 à, hai tờ 60. 30, 2 tờ 60. Rồi cố lên ngay ơi. Rồi còn một vé chót, một vé cuối đây. Một vé cuối với một vé chót. Rồi, rồi Mai ơi, rồi. Cuối đường băng. Dạ, tay trời đỏ màu trắng á. Rồi, Mai hết vé. Vé ra ngoài cho anh trai luôn. Chúc ơi. Đây giùm em chứ. Cuối đường băng anh áo trắng. Rồi, sổ luôn hả TV ơi. Chữa gì má. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, còn số gì đây. Rồi, ai còn vé, bên đây này còn vé. Chị cho anh trai giùm em, anh trai đứng đợi kìa. Rồi, Minh ơi, chạy ra giùm mình chị luôn. Số gì đây, còn số gì đây. Số gì đây, đi chăn bò, cây lên to thì to. Bò không đi, em lấy cái lên, quấn con bò. Rồi nó chạy đi vô, bắt đầu nó kêu vô. Còn số gì đây. Mười gì đây. Mười gì đây, tiếng em hát, từ ngừng mấy chim lắng nghe. Đâu? Con của nàng là loài chim sơn ca. Con mười ba, số đầu tiên con mười ba. Con mười ba mới một con đó, con mười ba gặp dòng dâu lụi vô. Con mười ba dòng loại hạnh phúc. Số gì nữa, con số gì đây, trên sông tả giang có mỗi một mình nàng. Lầm bản tim vô là nàng luôn mà kiếm đến được con số chín. Con số chín, số gì đây, mấy gì đây, giờ tí canh ba. Anh lại dặn nhà ra 43. 43, còn 43. 43, 43, 43, còn mấy gì đây. Năm gì đây. Chúng anh đài quá thân là đây sao. Năm mươi hai, số gì ra mấy gì đây. Ở dưới quê làm ăn mà không khác, em lên Sài Gòn em đi bán bánh cam. 48, nó có một vị chủ nhân đặc giải. Quý vị mình khoan hồi, các bạn là bé. Chào quý vị mình ơi, chị mới có 5 con cờ thôi quý vị. Mình khoan vội bỏ lá vé.
tránh trường hợp lừa gạt PD nha quý vị. Dạ, ngay từ giờ này bên dưới của chúng em cũng đang phục vụ cho tất cả các bác chị mình dùng loại mới vòng 30.000 đồng. Tất cả các bác chị mình sẽ nhận qua 5 phần vàng nha. Ủa? Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? Oh, ho, 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 ho. Ai đây chị gái mình luôn. Hết hồn mới lên mà bác. Bác đi, bác vừa đi. What the fuck? Rồi, đứng đây chở giùm em. Đi chị, đứng đây chở giùm em. Đấy. Đây. Ta lấy vé của anh trai đầu tiên vòng loại 371. 371, cái hiệu đúng trong loại. The first number 48. Đấy. 48. Ờ, cái trước, nó chữ trước. First number. Là cái gì? Con số đầu tiên. Không biết tiếng Anh. Không biết tiếng Anh là không biết gì đó bác. Nói số đầu tiên đi. Số đầu tiên 48. Ờ, ra rẻ quá vậy. Mày nha. Đừng. 48 có 1 cho quý anh chị mình nha. 52. 52 là trái banh màu cam. Có 2. 52 là trong kia người ta nói là con ngựa. Ê, ngựa. Trong kia con ngựa 52 má. Trong quyển sổ á. Quyển sổ ghi đề á. Trời ơi. Con số 9. Số 9 trái banh 1 gram có 3. Và the last number con 13. Số cuối cùng 13. À hiểu rồi, hiểu rồi. Nó đầu 13. 13 hợp lệ cho 48, 52, số 9, 13 của anh trai hợp lệ. Dạ rồi, cho em mượn tờ vé nào mình kinh nha. Tờ lá vé còn lại 220. Rồi anh trai nhìn cho em tờ lá vé chị gái nha. 48. 48 có 1. 52. 52 có 2. Số 9. Số 9 có 3. 13. 13 hoàn toàn hợp lệ. Dạ rồi, vòng loại này chỉ mới có 5 con cờ thôi quý vị. Có 2 chủ nhân độc giải. Bên dưới còn ai mình kinh con số 48 quý vị. Nếu như không, mời cho em ghi nhận. Dạ không, ngay từ đây em sẽ cho đi xuống sẽ nhờ một vị chủ nhân kiểm tra lại giùm em ha. Anh trai mình đi ha. Anh trai, mình kiểm tra lại giùm em được không anh? Dạ, hai tờ lá vé 485213 số 9. 485213 số 9. 202 hợp lệ ha anh ha. Ok, vui vẻ ha anh. Dễ thương quá, hồi gặp em tí toilet nha. Cái gì má? Cái gì? Nó không đàng hoàng nha. Ý là gọi gặp lại chỉnh trang lại cho ảnh. Ảnh bị sóc sệt quá. Chỉnh trang nhưng mà người ta toilet nam mà toilet nữ chỉnh trang gì má? Không, bây giờ em chỉ cần cởi cái áo này ra thôi là em là nam. Thấy chưa, ổng bưng xuống luôn rồi kìa. Dạ rồi như vậy. Chưa kịp hỏi. Anh chị mình sẽ chia đôi sản phẩm.